Rồi bây giờ em sẽ vào trong này để quay luôn cho bác vào việc luôn bác nhé. Đây có bác thợ săn ảnh đây đã xuất hiện ở trong chợ đây rồi. Đây chó thường đó. Chó đẹp chưa thấy đâu các bạn. Đấy. Đây bạn cộng tác viên vào đã ôm một chú chó gọi là đỉnh cấp nhất chợ đây các bác ạ. À. Đây kia mà sủi trắng. Con đấy con đực nhỉ? Nhìn có vẻ một hình đơn các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đang vào có bác gọi điện luôn đặt trước rồi các bác ạ. À. Trong này cũng rất nhiều chú đực chó đẹp này các bác. Đấy, bạn này dự tính đực. Bạn này thuộc dòng sù rất là đẹp luôn này. Con này con đực. Con này có đốm lưỡi không? Dạ. Đốm lưỡi không? Dạ biết được, chưa xem. Anh banh xem nào. Banh luôn xem nào. Mùa này hoa le nó xem nào. À, lưỡi hồng. Ok. Bạn này có một em trắng mũi hồng của bác này. Trắng mũi hồng. Vâng, xin chào bác Hiệp Vũ nhé. Hôm nay phiên chợ chó nhiều chó lắm, phải nói là như vậy. Đây các bạn, phong thủy này. Phong thủy đực. Đấy. Tai này có thể lên được nhé. Đầu nhô này. Đấy, tướng khôn. Chân tay đều. Con này thì bao nhiêu anh? Triệu 6. Sù bông, đấy, giá 1 triệu 6 đấy các bạn ạ. Đây, đấy, lông rất là dài luôn. Chân lông dài. Đấy. Có tội là cái tứ mục không rõ. Với lại phần chân vàng. Đấy. Giá 1 triệu 6. Con này cọc như nào đây? Hả? Cọc sẹo à? Cọc thẩm mỹ à? Con này bao nhiêu anh? 3 triệu á? Cọc bạn này cọc bị thẩm mỹ các bạn. Gọi là cọc lỗi. Dây đực đốm lưỡi. Giá 3 triệu các bạn ạ. Thì rất là đẹp luôn. Đây này. Một em trắng mũi hồng. Mũi nâu hồng các bạn ạ. Người mập lắm, đẹp lắm này. Anh ơi. Anh ra ơi. Bắt đầu em con này xem là con này như thế nào. Nào. Xem nào. Úi giời, bạn này dưới đinh cái đây các bác ạ. Đấy. Đấy, bạn này dưới đinh cái. Mũi hồng. Đấy. Mặt mập lắm rồi. Đấy. Mõm mà ngắn này các bạn. Đấy. Bạn này lưỡi hồng, không thấy đốm. Bây giờ mắt mũi hồng, mắt xanh này. Mắt trong ấy hơi khít. Nhìn đẹp lắm các bác ạ. À, vâng. Chào bác Văn Toàn Nguyên nhé. Nguyễn Văn Toàn. Và này cái đuôi dài các bác ạ. Đấy, đuôi dày đó chứ không sù. Và này thì không sù. Và này lông chuột thôi. Nhưng mà lông thì rất là mượt các bác ạ. Nó cũng hơi bông bông. Hơi dài nhỉ. Đấy, thì tai rất to này. Mỗi tội là không xù, không xiếc gì. Con này thì bao nhiêu anh? Con này 2 triệu rưỡi à? Các bác thấy chú cún này đẹp thì like mạnh cho em nhé. Ủng hộ của em mỗi người một cái like cho nó phấn khởi các bác ạ. Con này xem rồi nhỉ? Con này con cái 2 triệu rưỡi. Anh thả dưới đất cho nó chạy chạy xem nó được không? Nên nó khỏe mạnh thì anh em nó bắt luôn. Đấy, bạn này có vẻ hơi như... Bạn này chắc gần được 2 tháng thôi. Vẫn hơi non các bác ạ. Nhìn yêu lắm này. Đấy.
rất là đẹp. Ôi, trời, 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 trời.